Rồi, chào anh em, cô chú và các bạn. Giờ cỡ 18 giờ ngày 18 tháng 12 2021, ngày cuối tuần, ngày thứ bảy anh em cô chú các bạn ơi. Mình là Tí Hon, bán đồ ở gần chợ Đê Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại là 0918 104045, có Zalo luôn. Chúc anh em, cô chú và các bạn ngày cuối tuần dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống anh em cô chú ơi. Có mấy món đồ 67 quay lên để phục vụ anh em cô chú với mấy ông lão tiền bối của mình để quay đồ riêng quay hoài mấy chú buồn, quay cho mấy chú xem giải trí chơi. Mấy món đồ cũng nhìn cũng đã lắm, làm sẵn hết trơn rồi. Trước tiên hết là mình bán cho cô chú anh em là bốn món này, giá 1 triệu đồng thôi. Đó, tiếp cận đó, giá là giá tiếp cận. Cây dên này là về gắn vô là chạy luôn chứ không có mần nữa, mới ép chú già kia mới ép bạc đạn mới. Cô chú nè, bỏ qua cơ hội này cũng nó ngang đạn mới nè, mới thay mới ép cứng nhắc luôn, khỏi lo gì hết, khỏi lăn tăn, khỏi có suy nghĩ gì hết. Cái nào mà mình mà em bao đẹp là đẹp, mà tay dên bóng lưỡng luôn ha, không có lúc bê gì hết. Dên đúng dên 67 nha, nhắc xe 67 giúp đỡ, hết lần không có rơ nha, bị mới ép rơ gì chưa chạy mà. Bữa nào bán nồi cá má đồng, bữa nay là bán đầu lòng dên. Dên này bạc trạng cúc cam mới đóng luôn, lá gió quá đẹp luôn, không gãy lá nào hết. Bán dên đầu lòng 1 triệu tặng cái đạp số viên. Cúc cam mới tinh luôn, quá đã, gần cỏ mới kiểm tra, thợ tiện mới làm đóng mới tinh hết, không sơ sót gì nữa, về gắn vô là xong. Xúc bắp cũng mới làm luôn nha, bắp mới là nó rút ra cây cho anh em coi ngắt ngắt mới làm mới tinh, chưa chạy, mới làm về chưa chạy luôn. Nhưng mà giờ nó mất tiêu cái nắp xúc bắp này rồi. Cái nắp này là cái nắp cốt nghe anh em cô chú, cái này phải chơi cả chỗ nào, cái tiệm tiện nào có bán cái nắp cốt mà được, cái nắp cốt 1, cốt 2 gì đó này, răng sâu hộp luôn, nhưng mà cái nắp nó hơi bự hơn cái nắp viên bình thường mình. Răng đã không có tuôn nhưng mà do nắp cốt nắp bự, nắp nhỏ mình gắn vô không vừa, anh em mua cái nắp khác. Hôm nay thợ tiện nó kiểm tra rồi nha, chất lượng nó mới làm chứ nếu hư là nó dục rồi. Bằng cúc cam mới tinh luôn rồi bỏ vô kho luôn, không có xài. Giờ người ta dọn kho, người ta cất nhà lầu, đem ra người ta bán xô cho mình, mua được giá rẻ, bán cho anh em cô chú giá rẻ. Mới tinh nè, mới làm mới chảo mà khỏi suy nghĩ gì cái đầu này. Cam cò, mua cò để vô nè, ăn nguyên chỉnh đó, kiểm tra chưa coi chừng chưa đóng cò nữa rồi khác giá nè, chưa đóng cò luôn, đầu quá đẹp anh em cô chú ơi. Bên đây có xử lý rồi mà xong hết mà. Quay thiết kỹ lại cho con đó, cốt cam mới vàng hết hàng tên người ta làm bài bản á, răng á. Cái màu đầu này rửa lên đẹp lắm nha, chảo chưa móc luôn, lá gió đó chưa bể lá nào hết. M5 luôn rồi, hai món rồi. Bộ này mới làm, chung thợ tiện làm luôn, chê được cái gì. Rồi cái lồng thì sấy bỏ lâu quá nó hư rồi, cái lồng anh em này xài phải sấy lại. Xe 67 đời cao, lồng gan nè. Không có nứt bể gì hết ha. Đầu lồng dên, bữa đó nồi đồng, nồi cá má đồng, bữa nay là đầu lồng dên. Có chữ HM đây luôn ta. Đọc chữ HMD1
Rồi tiếp theo cái cần số. Cái cần số này né trong này còn quá đẹp nha anh em cô chú, còn sáng còn xài được chứ không phải quá đẹp quá nhưng mà còn được. Ở ngoài mất cái cao su anh em mua gắn vô, su rẻ đó, bỏ kho lâu quá nó nám. Có thể đi xi lại ha, chùi lại xài xe cỏ cỏ rồi giải trí chơi đam mê mà. Răng thì còn tốt lắm, răng ngon lành lắm. Răng còn đá lắm anh em cô chú ơi. Bốn món này theo bán khoảng 1 triệu 1 triệu 2 mà thôi, bán anh em cô chú nó hơi nặng, bán lấy 1 triệu thôi chẳng rồi. Điều tìm lại cho anh em cô chú tải tiền ship. Này được con cái chỉ có về mua cái nắp xúc bắp đó là xong. Còn nhiều ta bằng xúc bắp, cúc cam, dên, ép, thay mặt đạn hết luôn rồi. Rồi anh em cô chú theo xem và tham khảo. Nó còn dư thời gian quá mình quay thêm ít món nữa cho anh em cô chú. Quay tiếp cái chùm chống luôn. Bách thế cái chùm chống 67 giả rin. Chùm dưới đá không? Để lên cái cân anh em cô chú thấy mơ ngán. Ấy là nó cần thay mới ngán chứ. À, cái cân nè, nó để lên nè. Ui, cái trống hơn 1,5 kg luôn. 1,6 kg, dữ dằn cái trống thiệt, nặng ghê, nặng sắt đặc gì đó. Dễ gì kiếm anh em. Chơi cây trống này là bán 150 ngàn. Trống này dựng cái xe nó vững dữ lắm. Bán 150 ngàn. Có thể tặng cho anh em cho chú cái lò xo rin của Wanpa về kéo cái trống này mới nổi. Tại vì cái lò xo lô chịu nổi nó đâu, nặng dữ lắm. Tặng cho cái lò xo rin. Kiếm lò xo trống đứng rin của Wanpa sẽ đồ bằng thịt đàng hoàng. Chú cặp này là 200 ngàn, gác chân máy 67 luôn. Cây này giống cây riêng lắm mà ta, riêng nó lô ta. Rồi cái này không gần anh em ơi, chắc lô quá, thấy sao nó nhẹ quá. Rồi anh em nào có mua mua, còn không ai thôi. Hai cái bộ này nó 200 ngàn cặp đó. Rồi cái bô này là cái bô 2543 nữa, cái bô Thái mới, hàng mới chứ không phải là hàng theo xe quá chạy rồi. Cái bô này nó có duyên với mình lắm, cái cổ này nó ai có xịt rồi nhưng mà không có một xét gì hết. Bô này nó đẹp dày mà mấy anh em cứ kêu mình chụp hình hoài mình cũng buồn chứ ổng ở không, nó đẹp gần chết mà chụp cái gì nó cũng thế thôi, càng chụp nó càng đẹp chứ không có gì để soi đó. Trầy trụa móp méo gì đâu chụp. Khổ cái anh nào cũng kêu mua chụp hình gửi coi coi đã, rồi đóng hàng đã, rồi cái về tới nhà cái vài bữa thôi. Giờ tôi tả anh hỏi về hàng này không phải hàng theo xe. Hàng này là hàng theo xe rõ ràng nè, ở trong xe tôi tháo ra nè. Nhưng mà không phải là hàng của Thái sản xuất, Nhật sản xuất, mà hàng này là của đồ mới của hãng gì đó, Honda Thái Lan gì đó không biết, mà hàng mới chứ không phải là hàng cũ. Dẫn ví dụ mà ai cũng kêu chụp hình gửi coi đã, đây cái vài bữa cái tả lại này không phải hàng theo xe. Giờ cần mua 1985. Đâu có 1985 đâu. Đồ này là đồ dỏm 2543. Cái số trong này cô chú nào xem mà cân nhắc cho kỹ, làm ơn mua cái bô này giúp mình chứ.
đừng có tả lại nữa, mà chiến này bán giao chuyển tiền trước gửi hàng sau, mít lòng thì mít chứ không giao tả lại, 1,1 triệu một cây bô này. Đó. Rồi chào anh em, chào cô chú, chúc anh em cô chú ngày mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui ngày cuối tuần. Cảm ơn anh em cô chú rất nhiều, cảm ơn anh em cô chú đã xem tin, cảm ơn anh em cô chú đã đăng ký kênh, bấm vô cái chuông rồi bấm vô chữ tất cả. Chào anh em, chào cô chú.